nhiệt chào đón quý vị đến với sự kiện kép của MC giảng viên Thanh Mai. Một trong những học viên của lớp thuyết trình doanh nhân, và ngày hôm nay tôi được chạm tới cuốn sách này. Đây sẽ là một cuốn sách mà có giá trị rất là lớn đối với cộng đồng. Có một câu nói đó là khéo ăn khéo nói thì có cả thiên hạ. Thì rất mong rằng là tất cả các bạn sẽ chạm đến sách của cô Thanh Mai để các bạn cũng có thể hiểu hơn về con người cũng như là hiểu hơn về những giá trị mà cuốn sách mang lại cho các bạn nhé. Kim Ngân xin được gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới chị gái Thanh Mai, chúc cho sự kiện ra mắt sách thành công rực rỡ và chúc cho cuốn sách Thuyết trình doanh nhân sẽ chạm được đến nhiều các độc giả và đặc biệt là các doanh nhân của toàn quốc ạ.